Mọi người ơi, đẹp lắm luôn nha. Buôn Đôn Đắk Lắk nhà mình nhé. Đẹp lắm luôn nè. Khu vui chơi đẹp lắm luôn. Người ta mới vào không lấy vé đâu nha. Người ta mới làm ấy. Không có lấy vé đâu. Đẹp không? Đẹp không? Tưởng nó đi vòng mà không có vòng đâu hả? Không phải quay lại à?